Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 2 câu 33 đến câu 35. Khi ấy cha mẹ và hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: Cháu bé này sẽ được đặt làm viên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm, nhiều người sẽ được lộ ra. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, sau ngày mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, phụng vụ của giáo hội mừng kính lễ mẹ sầu bi. Sau khi Suy Tôn Thánh Giá lại là một nỗi sầu. Mừng lễ mẹ sầu bi là cơ hội để chúng ta cảm nghiệm được sự kết hiệp mật thiết giữa hai cuộc đời trong cùng sứ vụ là cứu chuộc nhân loại, đó là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Khi thiết lập lễ này, Giáo hội muốn chúng ta cùng nhau chiêm ngắm hình ảnh mẹ Maria trên các chặng đường thương khó của Chúa Giêsu. Bởi vì cả cuộc đời của mẹ, từ khi mẹ nói lời xin vâng cho đến đỉnh đồi Can Vê, mẹ ôm ấp Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình sau khi nghe lời sứ thần truyền tin và mẹ theo sát Chúa Giêsu, con của mẹ, trên mọi nẻo đường đời, trên hành trình đi rao giảng tin mừng và đặc biệt trên đỉnh đồi Can Vê. Và như thế, chúng ta thấy thành công hay thất bại, niềm vui hay nỗi buồn của con cũng là của mẹ. Tất cả mọi đau thương trên đường đời của con, mẹ đều ôm trọn vào tim. Và chúng ta thấy mẹ luôn luôn suy đi nghĩ lại tất cả những biến cố trong cuộc đời của mẹ. Mẹ suy đi nghĩ lại để rồi chúng ta thấy cuộc đời của mẹ có những lúc vinh quang chan hòa nhưng cũng có những lúc không thiếu cảnh đau thương xót xa. Chúng ta cùng dừng lại để nhìn lại chặng đường của Chúa Giêsu từ thời thơ ấu cho đến lúc đi rao giảng tin mừng, chịu chết, chịu đóng đinh trên cây thập giá và lên trời. Chúng ta thấy tất cả những cái biến cố cuộc đời của Chúa Giêsu, mẹ Maria ẩn hiện trong tất cả từng cái dấu ấn ấy. Mẹ đi theo Chúa trên từng chặng của cuộc đời. Những đau khổ ấy được tô đậm qua tất cả những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chúng ta thấy cái biến cố đầu tiên là khởi đi từ cùng với Thánh Giuse lên đường về Bethlehem để đăng ký hộ khẩu. Thì không may, đêm hôm ấy, bụng mang dạ chữa, chuẩn bị mãn nguyệt khai hoa, thì Maria và Giuse không tìm được quán trọ nào. Đơn giản là vì bụng mang dạ chữa và nghèo. Chúng ta thấy có ai mà chấp nhận được mẹ của Thiên Chúa lại sinh con của mình trong cảnh màn trời chiếu đất nơi cái hang cỏ bò lửa. Chúng ta thấy hết cái sự khổ này đến sự khổ khác, nó dường như nó muốn ôm chầm cuộc đời của mẹ Maria, Chúa Giêsu và Thánh Giuse. Chưa hết khó khăn thì gặp khốn đốn khi hay tin vị vua tàn ác là Herode tìm giết hài nhi. Cùng với Thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu đã trốn sang Ai Cập. Chưa được bao lâu, lại đưa trở về Nazareth, cái gia đình nhỏ bé ấy. Rồi một cái biến cố đặc biệt là khi đi lên đền thờ lúc 12 tuổi, bị lạc mất Chúa Giêsu. Đỉnh cao của cảnh bi thương trần tục đã khiến người ta đã đảo con của mình, thấy được kẻ đánh đập dã man đau điếng khi thấy con bị
là đòn roi chí tử. Chứng kiến cảnh quan tà nhu nhược, kết luận bản án bất công. Chưa hết, cái nỗi buồn tê tái ấy ôm chầm người mẹ cũng như người môn đệ thân tín. Chúng ta thấy bi đát khi thấy những người môn đệ thân tín đã bỏ đi. Và đặc biệt cái người mà gọi là năng nổ nhất, to mồm nhất, hứa hẹn nhất đó là Phêrô. Phêrô đã chối thầy. Mẹ Maria có lẽ xót xa khi nhìn thấy cái cảnh con vác thập giá ngã gục trên đường mà không hề thấy một bóng môn đệ nào đi theo để vác đỡ cho thầy của mình. Và mẹ xé lòng khi nghe từng tiếng nhát búa kèm theo tiếng kêu của con khi quân dữ đóng đinh. Mẹ nín thở nhìn con thoi thóp từng cái hơi thở trên thập giá. Mẹ buốt nhói khi đứng dưới chân thập giá, chứng kiến con của mình trút hơi thở cuối cùng. Ngất liệm khi nhìn quân lính đâm cạch lương long và tang thương khi ôm xót con vào lòng. Tủi thân phải an táng cho con trong ngôi mồ phải đi mượn. Chúng ta thấy cuộc đời của mẹ Maria quá bi đát. Và cũng nhớ trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, khi đi lên đền thờ thì cụ già Simeon nói tiên tri một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng bà. Và cái lưỡi gươm ấy nó đi theo cả cuộc đời của mẹ Maria. Và chúng ta thấy cuộc đời của mẹ Maria luôn luôn gắn liền với Chúa Giêsu. Sứ mạng của Chúa Giêsu được mẹ ủ ấp trong lòng. Con đường thập giá mà Chúa Giêsu mang trong sự vâng phục thánh ý của Chúa Cha, mẹ cũng thông dự cùng với Chúa Giêsu với lời xin vâng trong trái tim của mẹ. Dừng lại để thấy những đau thương mà mẹ Maria phải chịu. Chúng ta khám phá ra mẹ là một người mẹ can đảm, hiên ngang và mẹ đã xin vâng thi hành thánh ý của Chúa trọn vẹn trong cuộc đời của mẹ. Trong tất cả các biến cố cuộc đời của con mẹ. Thật vậy, cả cuộc đời của mẹ, chúng ta thấy mẹ đã sống trọn vẹn lời xin vâng với Thiên Chúa. Mẹ xin vâng lúc vui cũng như lúc buồn. Mẹ xin vâng trong mọi hoàn cảnh và xin vâng cho đến trọn cuộc đời. Nói khác đi, cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc đời luôn vâng phục thánh ý của Chúa Cha, thì mẹ Maria cũng trọn tình vẹn nghĩa với Chúa Cha, với lời xin vâng. Bởi lẽ cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu chính là cuộc sống của mẹ. Nên không lạ gì nỗi đau của con cũng là của mẹ. Chỉ khác một điều là nỗi đau của Chúa Giêsu mang trên thể xác, còn nỗi đau của mẹ thì mang trong tâm hồn. Như thế, lời của tiên tri Simeon được ứng nghiệm trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, một cách nào đó, mẹ trở nên đồng hình đồng dạng với con chí ái. Vì thế, mẹ xứng đáng được tặng ban tước hiệu là đấng đồng công cứu chuộc. Mừng lễ mẹ sầu bi hôm nay, chúng ta được an ủi vì trong cuộc sống của chúng ta, mọi khía cạnh có Đức Giêsu đi qua và có mẹ Maria ở cùng. Cuộc đời của chúng ta thấy Chúa thương ban cho chúng ta. Ngoài một người mẹ đẻ, một người mẹ ruột của chúng ta, thì Chúa lại ban cho chúng ta một người mẹ, mẹ Maria, mẹ tinh thần. Mẹ luôn luôn đỡ nâng với chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta nhìn lên mẹ với tất cả những khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà mẹ đã xin vâng, mẹ đã xin vâng theo thánh ý của Chúa. Và cuối cùng mẹ đã được hưởng nhan thánh Chúa. Và như vậy, là người con của mẹ, mỗi khi cuộc đời của chúng ta gặp gian khó, gặp khổ đau, chúng ta hãy nhìn lên mẹ, chúng ta nhìn lên thánh giá khi xưa, để chúng ta sẵn lòng đón nhận tất cả những nghịch cảnh đến trong cuộc đời. Ngõ hầu tất cả những cái nghịch cảnh ấy xin ích cho những người có lòng yêu mến Chúa. Là con cái của mẹ Maria, chúng ta đừng ngại chạy đến với mẹ để xin mẹ thêm ơn cho chúng ta. Mẹ là mẹ của sự đau khổ, mẹ là mẹ của niềm đau và mẹ đã vượt qua tất cả những cái nỗi đau ấy trong cuộc đời bằng cái bí quyết xin vâng.
Xin cho mỗi người chúng ta cố gắng nhìn lên mẹ để chúng ta xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta. Xin mẹ thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta cùng nhau đón nhận tất cả những thập giá, những khổ đau như xưa mà Chúa và mẹ đã đón nhận để chúng ta cùng hoàn tất cuộc đời của chúng ta bằng lời xin vâng. Xin cho chúng ta xin vâng với Chúa trong từng hoàn cảnh của cuộc đời và chúng ta nói lời xin vâng ấy như mẹ Maria để tất cả những khổ đau của chúng ta được Chúa thánh hóa. Xin Chúa thánh hóa tất cả những cái nỗi đau ấy và xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta luôn luôn kết hợp với Chúa trong tất cả những nỗi đau như mẹ Maria đã kết hợp với Chúa như vậy.